Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục tiếp theo. Và đây là câu chuyện về quá trình hoàn thiện bản thân của một thí sinh. Và đây là câu chuyện của chính bạn ấy. Chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện của Xuân Lộc ngay bây giờ. Bọn mình phải bắt đầu với một cái thử thách là đu xà đơn. Mình xung phong làm đầu tiên. Mình vừa đu lên mình không thể kéo cái thân mình lên nữa, thất bại. Mình đã quyết tâm phục thù bằng cái thử thách đu dây ngang, được đưa lên ở trạng thái trừ bất giới mà đang bị yêu quái bắt làm thịt. Tay không thể cử động được, ráng đi được vài bước thì té. Cái thử thách lấy nước mắt của mình đó là đu dây tử thần. Các anh kêu mình leo lên một cái bục cao. Mình luôn ở trạng thái là trì hoãn. Cho em chuẩn bị tinh thần, em sợ quá, em sợ quá. Anh chịu không nổi nữa, kêu mình dính vào, đẩy xuống luôn. Và mình ở trạng thái rơi tự do. Tự nhiên mình rớt xuống một cái tấm, cái chỗ rất là nông. Mình không bị thương tích gì hay không bị đau đớn gì, mà mình bị hoảng quá, khóc như em bé mới sinh. Mình còn nghe được tiếng mọi người vừa dỗ mà vừa nín cười. Từ khóc mà mình chuyển sang thành cười luôn. Chị Hải Anh đã chọn cho mình thể loại nhảy bachata. Mình phải là người nam dắt người nữ. Hai người phải sát lại gần nhau và luôn có những cử chỉ tình cảm. Mình chưa có biết yêu nên khi mà mình sát lại gần chị Hải Anh cái mình bị ngại. Ơi, tuần này vô cùng mệt mỏi. Fue sin preguntar, yo te besé un hechizo, fue amor, ¿cómo pudo acabar? No me digas eso, no me alejé, yo siempre te amaré, ya no mentiré, por ti escaparé, yo siempre te amaré. I came in like a que yo siempre te amaré. Nó nằm ở đây. Có phải bạn đã kiếm chiếc nhẫn hột xoàn trị giá mấy tỷ của Việt Hương không? Ủa thật? Trời ơi, okay. Trời ơi, lãng mạn quá. Ai dạ? Trời ơi, cưng hôn quý vị, một tràng vỗ tay nữa cho Xuân Lộc và Hải Anh thưa quý vị. Hai bạn quá cưng. Tôi nói trên đời này có nhiều cái con người nó ngộ lắm quý vị. Nhiều khi có những người chinh phục người khác bằng tài năng. Có những người chinh phục người khác bằng cái kỹ thuật biểu diễn của mình. Nhưng lại có những người chinh phục người khác chỉ đơn giản với một nụ cười đáng yêu như thế. Trong đó có tôi. Quá đáng yêu luôn Xuân Lộc. Và hôm nay Hải Anh em cực kỳ sexy. Anh không rời mắt khỏi tụi em được. Quý vị cảm thấy tiết mục này hay nhất và được giám khảo bình chọn là nhất tuần thì quý vị hãy soạn BN khoảng cách 05 gửi về 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn quý vị nhé. Chị Việt Hương thấy sao ạ? Hồi chị nãy xoa quá. Dạ, với cái tiết mục của Thái Sơn và Phạm Lịch thì cái sự bắt mắt của tôi nó lại nghiêng hẳn qua Phạm Lịch. Và tôi lo, tại vì cô đó bật nơ giỏi quá sẽ ác chế đi cái bạn. Nhưng tới cái tiết mục của bạn Xuân Lộc à, phải không? Và Hải Anh là không phải là dạng đáng gờm rồi, tại ta là huấn luyện viên mà. Nhưng hoàn toàn thuyết phục chị bởi cái số lượng mỡ xa trên người của em đông đưa đều.
thấy không? Nhìn cái tướng là muốn dẫn đi cắm trại. Tại vì em biết sao không? Cái mặt của em á, thấy không? Lúc mà nâng hải anh lên đã lắm, cái mắt thì nó không to hơn ai nhiêu hết trơn, mà diễn diễn sâu á, chịu. Tất nhiên là kỹ thuật biểu diễn về cái con người giống như chị bây giờ ôm thêm bao gạo nhảy nữa giống như em vậy thì làm sao mà gọn thăng thắt. Có nhiều cái Hải Anh phải cú giá, thấy không? Tự bà lòn xuống, tự bà leo lên, bà làm đủ trò, biết hết đó. Nhưng người nghệ sĩ ăn nhau là cái gì? Cái thần thái bước lên sân khấu, cái mặt chịu, cái ánh mắt, mặc dù có một phân rưỡi ha, không được hai phân vàng nữa, mà cặp mắt hút hồn. Và thêm có một cái là cái mỡ xa của mình nhiều mà không có nhìn cho thấy ớ ớn, giống như là gì vậy, thịt bò cũng lá lớp có mỡ chài ngoài đó, đẹp tuyệt vời, dễ thương. Nói chung là đây là chả đùm. Em là cái dòng mỡ ở ngoài đó, mỡ xa đó, đó được, chịu. Hợp lý, diễn tốt, mặt tốt, hợp lý, tình cảm, lấy nhau đi. Cái gì vậy trời? Mà quý vị biết không, ở trong hậu trường cưng lắm, lúc nào Hải Anh cũng dặn từng ly, từng tí, từng câu, từng chữ. Nghĩ như thế nào về người thầy này? Theo em cảm nhận, em là người may mắn nhất. Tại sao? Vì em có được một người thầy giống như vậy. Giống như là chị là tất cả mọi thứ trong cái xung quanh cái khoảng thời gian mà khi em đang trong cuộc thi, chị chăm lo cho em từng ly từng tí một luôn, lần đầu tiên. Mà rồi sao mà thương người ta dữ vậy? Nó đáng yêu quá mà. Với Lộc thì em cảm thấy em có một cái cảm tình rất là đặc biệt. Rồi hiểu ha. Trao cái nhẫn rồi đó. Bữa nào đặt thiệp đưa anh ha. Anh Hưng thấy sao anh? Tôi thấy một tiết mục rất là dễ thương. Cái nhạc hay và chọn đúng bài á, thì nó đi thẳng vào trong cái tim người ta. Toàn ngay bài hit mà ai cũng thích, giới trẻ nào cũng thích, mà được biến tấu lại trên một cái làn điệu khác, sexy hơn. Yeah. Bản thân cái nhạc, cái lãng mạn của nó đủ để người ta chỉ cần enjoy thế vậy thôi, không cần bưng quăng đùng cho này kia, nó phá vỡ cái không gian lãng mạn đó đi, uổng phí. Cái thứ hai là cái kỹ thuật và cái cách diễn các bạn á, nó nhẹ nhàng và nó dễ thương, nó lướt hết tất cả những cái điều kia. Mặc dù cái kilo của cưng nhiều đó, nên là cái di chuyển của cưng nó không có thoát được, nhưng mà cái đó lại tạo ra một cái sự dễ thương rất riêng biệt của em. Cho tới giây phút này vẫn còn một mình em ục ịch đó, em sẽ là nổi bật nhất giữa đám đông. Tại vì bạn ấy bắt đầu bằng một khởi điểm là tới 100+ kg. Thành thử ra tới ngày hôm nay bạn ấy còn như vậy là cũng là một cái quá trình phấn đấu khủng khiếp. Hôm nay anh Hưng thấy không, rõ ràng là nó bắt đầu nó bằng lại với nhau rồi. Chứ lần trước là ra tới đây lần đó là coi như là cực khổ lắm ấy. John ơi, John thấy sao? Xuân Lộc, anh rất là ngạc nhiên với cái bài này. Tại vì anh thấy mỗi tuần em, mỗi lần em diễn em cũng bị một màu, dễ thương, đáng yêu. Đó không phải là một cái vấn đề, nhưng mà anh đang mong chờ một cái sự thay đổi. Và hôm nay trong cái bài này, lúc em nhảy bachata với Hải Anh, anh thấy một cái mới với em, một cái sự lột xác, đúng rồi, đàn ông, manly. Bình thường mình thấy là dễ thương, hơi trẻ con, đúng không? Cái ánh mắt nhìn nhau thì rất là hiền và cười rất là hồn nhiên. Nhưng mà hôm nay cái nụ cười của em lúc em cười với chị Hải anh cảm nhận một cái gì hơi khác, sâu hơn, thật hơn, làm như tình yêu nó chín mùi để nó tới lúc nó phải vậy đó. Đúng rồi. Và cái bài này anh rất thích vì nó có nhiều cái kỹ thuật khác nhau. Bachata bình thường mình phải gần nhau, đúng không, và mình phải sống và like wave và rock với nhau. Nhưng mà lúc tụi em chia ra đứng kế bên nhau và làm mấy cái động tác chân, mấy cái footwork mình nói đó, đó là một cái mới luôn. Mấy cái động tác của em, mấy cái bước đi của em nó phát triển. Em làm anh ngạc nhiên, anh rất là không biết nói gì nữa mà wow again, just wow. Tuần này nhiều bài hay anh. Wow hả? Nhiều bài hay tuần này nè. Cảm ơn John. Và đúng như John nói, thưa quý vị, ngày hôm nay nhìn Xuân Lộc rất là bản lĩnh, rất là đàn ông, mặc dù là vẫn có cái sự đáng yêu riêng của bạn ấy, nhưng mà bên trong đó là cả một sự vững chãi. Ít ra người ta thấy là bờ vai này có thể dựa vào. Đấy, hôm nay nhìn như đại gia vậy đó. Cứng ơi là cưng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem điểm nhé. Giám khảo Việt Hương. Xuân Lộc, chả đùm của chị. Trời ơi, 10. Oh my god. Anh Hưng, có chả đùm, giờ không biết lá lớp như thế nào. Có thể anh cần thêm một cái nữa để cho anh quà hơn nữa. Rồi, anh nghĩ là anh không có chọn sai. Anh có lý do. 9 điểm là chả đùm của chị Hương.
Nhưng anh Hưng thì chắc là mới hoành thánh xíu mại thôi. Còn Huy, bạn ấy sẽ là gì đây? Nguyên một xưởng luôn. Come on. 10. 3 phát. Em của nhiệt cuối cùng với John Huy, em là bánh bao thập cẩm. Xuất sắc, thưa quý vị. 2 con 10, 1 con 9. Và điểm trung bình từ giám khảo là 9,7. Chúc mừng em. Mời em bước nhẹ lên cân. Cân nặng cũ là 98,8kg. Và cân nặng hiện tại là 95,8kg. Bạn xuống được 3 cân, tương đương với 3%. Tổng điểm của bạn là 12,7. Xin chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, và hiện nay số điểm thấp nhất vẫn là Mai Trang với 12,1. Và số điểm cao nhất là bạn Thái Sơn với 13,9. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ theo dõi quá trình giảm cân của Xuân Lộc qua 7 tuần. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, cân nặng ban đầu 120kg 3, cân nặng hiện tại là 95kg 8, và bạn giảm được đến 24,5kg, thưa quý vị, là chỉ số giảm cân cao nhất trong tất cả các thí sinh. Và rõ ràng là bạn ấy, quý vị thấy là hiện nay là cái phần ngực và phần bụng thuyên giảm đáng kể. Đó là một sự phấn đấu không ngừng của Xuân Lộc. Chúc mừng em. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.